Hôm nay là 27 tháng 3 và trại ong An Thịnh lại tiếp tục quay vòng hoa nhãn. Vòng này là vòng hoa nhãn 100% bởi vì là ong trại ong An Thịnh thì ở Bắc Giang, và hôm nay thì trực tiếp đang khai thác tại địa điểm là tại xã Đại Hóa của huyện Tân Yên của tỉnh Bắc Giang. Và ngày hôm nay nhà em quay mật thì em có quay một cái video này lên. Người đang thao tác rũ ong đây là sư phụ hay gọi là bố của em. Đấy, thì đang thao tác rũ ong. Thì trại ong năm nay nhà em nuôi cũng ít thôi, năm nay nuôi chưa được 100 đàn. Và đây là đang rũ cái đàn ba cầu. Để đảm bảo cho cái mật nó được chất lượng thì cái vòng mật này nhà em cũng để tương đối dài. Khách đặt nguyên một vòng này rồi. Để ở đây thì được cái là cũng chia sẻ các bác thợ nuôi ong, một trong những vấn đề đó là gì ạ? Đó là mình đặt ong ở cái địa điểm là mình phải bán được mật các bác nhé. Bán được mật giá cao. Đấy, thì ở cái khu vực ở đây là Đại Hóa, Tân Yên, Bắc Giang thì cái vùng hoa nhãn. Đấy, cho nên là mỗi khi mà có những vòng mật mà chất lượng như này thì là những người khách hàng họ đã đợi sẵn để mua rồi. Đấy, mật này là mật rất chất lượng thôi nhé. Đấy, mật rất chất lượng. Thời tiết hôm nay thì hơi rét, đang hửng ấm lên, đang hửng ấm dần lên ạ. Và vừa rồi là một thế đàn ba cầu. Ở đây em đang quay ba đàn rồi, bây giờ sẽ quay sang những cái đàn tiếp. Ở đoạn video này thì em xin chia sẻ nhé, là nhà em là chuyên về bán về dụng cụ nuôi ong. Đấy, các bác mà có nhu, các bác thợ nuôi ong có nhu cầu nuôi ong thì điện trực tiếp cho nhà em theo số điện thoại này để đặt hàng những cái vật tư về ngành nuôi ong. Và tiếp tục thì em sẽ quay một cái đàn bốn cầu, quay một cái đàn ong thế bốn giới thiệu các bác năm nay. Thế còn phía bên trên đây ạ, phía bên trên đây là đang là hoa nhãn các bác nhé. Đấy, nhãn vẫn còn đang lợ nụ rất là đẹp đây, đang vẫn còn nhiều nụ chưa lở, thì cũng chắc là như thời tiết năm nay chắc được một vòng nữa thôi các bác. Nhãn thời gian nó cũng ngắn, nhanh hơn Quỳnh ơi. Nhãn thời gian nó cũng tương đối là phải quay một vòng rồi. Là ngắn thôi. Năm nay chắc là đàn này là một đàn bốn cầu và mật cũng khá ổn, già mật rồi. Vòng này là bác khách bác ấy đặt nguyên cả vòng này, bác bảo để vít nắp già, bác lấy hết. Thì chắc hôm nay chỉ được tầm lon non 100 lít thôi, với cái lượng đàn là 80 đàn. 80 đàn thì sản lượng nó cũng chỉ đạt tầm độ khoảng non 100 lít, tức là gần 100 lít cũng đã là đạt rồi. Thế còn em cũng nói rất thật luôn là nhiều bác cứ bảo là một đàn ong của tôi quay 2 lít rưỡi, 3 lít thì thật sự nó là những cái đàn rất mạnh. Thế còn những cái thế đàn trung bình như nhà em này nói chung nó rơi vào tầm lít 2 một đàn. So, ví dụ như là 80 đàn thì sẽ rơi vào tầm 100 lít. Đấy. Thế em cũng nói rất thật luôn, cái sản lượng mình cũng không gọi là phô trương lên làm gì cả. Đây là cái phần lưỡi mèo 100%, đây là mật nhãn các bác nhé. Đấy. Mật nhãn này, màu nó này. Và đây tiếp tục em quay một đàn nữa. Đấy. Thì vòng này thì nhà em đã bán hết. Thế còn vòng sau thì vẫn còn nguyên. Đấy, bác nào mà có nhu cầu đến tận trại mua thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Không thì các bác cũng liên hệ qua kênh để đặt mua cái loại mật ong chất lượng cao cái này về gia đình dùng. Mật ong này, mật ong nhãn nguyên chất 100%. Vùng này cái vùng hoa toàn hoa nhãn 100%, không có vải, không lẫn vải. Đấy, và đây là một thế đàn nữa này. Đây cũng là một thế đàn 4 đó. Đây là một thế đàn 4 các bác nhé. Và cũng vít lắp đồng đều. Đấy, rất là đẹp. Mật rất chín. Đấy, mật này với các bác thợ nuôi ong nhìn là biết là mật đã đủ cái chất lượng để thu hoạch rồi. Thế còn với các bác là khách hàng nhé, thì ở trong nội dung video này em chia sẻ luôn. Đấy, xong bố đưa con mượn cái cầu này. Ong hôm nay nó nhiều ong non và thời tiết nó hơi xe lạnh, nên là ong hơi dính các bạn. Đáng nhẽ mình phải có cái chổi, nhưng thôi em cứ để ở đây. Em sẽ giới thiệu một cái cầu như thế này. Đấy, một cái cầu như thế này thì được gọi là một cái cầu đã đạt cái tỷ lệ mật nó vít lắp như thế này là mình khai thác được rồi các bác ạ. Đấy, thế còn bác nào mà bảo là mật vẫn còn non thì em chịu thôi, bởi vì là vào mùa ấy thì mình tranh thủ là nó vít lắp được như thế này là mình cũng tiến hành khai thác rồi các bác ạ. Đấy. Đấy bác nhá, mật như này được gọi là mật già này. Cái phần mật thì nó chỉ có ở phần bên trên thôi, thì ở cái phần này em xin chia sẻ các bác là khách hàng về gọi là
cách ai mật ong ấy, thì cái phần mật nó chỉ có ở phần phía bên trên vít trắng này đấy ạ, phần mật của nó. Còn phần phía bên dưới này ạ, phần dưới phía bên dưới này là cái phần phấn, và phần bên dưới là cái tầng chứa ong non đấy. Một cái cầu như thế này, như cái đàn này là rất đạt sản lượng này. Như cái cầu như này thì sẽ phải đạt vào tầm độ khoảng nửa lít rồi các bạn. Như đàn này đã được tầm 2 lít, nếu như một đàn như thế này. Thế nhưng mà nếu mà mình tính xô, mình tính xô thì mỗi đàn nó chỉ được hơn 1 lít thôi các bạn. Đây nhà em đang quay, và đây là bác khách đang đến trực tiếp để tí bác sẽ lấy hết vòng mật này. Đây bác này, bác đưa này. Rồi bây giờ tiếp tục em ra quay cảnh ở phía bên ngoài nhé, tí em sẽ. Vâng. Thì em sẽ quay cho bác xem nhá. Và sau khi mà quay xong thì sẽ vào lại những cái đàn như thế này. Đây còn vùng hoa nhãn, đây có những cây nhãn rất là cổ thụ đây. Đây, đây là cái trực tiếp trại ong đang để ở cái vùng hoa nhãn này. Hôm nay thời tiết nó hơi bất lợi cho nên là cái lượng ong nó đi làm nó chưa nhiều các bạn. Mai ngày kia bắt đầu ấm trở lại thì với cái lượng hoa nhãn như thế này thì em tin chắc là sẽ khai thác được một vòng nữa thôi. Bởi vì nó lở cũng khoảng độ đầy mật cũng rất là nhiều này các bác ơi. Mật này. Mật này. Đấy. Mật rung xuống này. Đấy. Đây chính là mật nó. Thơm lắm các bạn. Dính tay luôn. Quá nhiều mật luôn. Bác nào em quay video này lên, bác nào mà có nhu cầu mật này, bác nào có nhu cầu về vật tư nuôi ong thì liên hệ cơ sở An Thịnh để được đặt hàng các bác nhé. Mật chất lượng này, vật tư nuôi ong cũng chất lượng. Nội dung này, nội dung phần 1 của cái buổi quay mật ngày hôm nay em xin kết thúc ở đây. Xin chào các bác nhé, và tí nữa em sẽ quay tiếp một cái nội dung là cái cảnh vít lắp, quay cái cắt vít lắp cho các bác xem nhé.